Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra, liên tiếp những ngày qua, ngành du lịch Việt Nam cũng như là thủ đô đã chủ động bám sát thông tin chỉ đạo, đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Dù có nhiều biến động, song thị trường du lịch thủ đô trong những ngày qua vẫn cho thấy tín hiệu tích cực. Với thông điệp chung tay chống lại nCoV, vừa qua, câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội đã triển khai chương trình phát khẩu trang miễn phí cho khách du lịch tại các điểm tham quan ở thủ đô. Dự kiến khoảng 70.000 đến 100.000 chiếc được huy động từ các doanh nghiệp hội viên. Các tình nguyện viên khi phát khẩu trang cho người dân và du khách đều đeo khẩu trang và găng tay y tế. Để phòng chống và ngăn chặn và cũng để cho các du khách biết đến rằng là Việt Nam đang phòng chống rất là tốt và ngăn chặn rất là tốt để tạo ra một cái tiếng vang lớn là điểm Việt Nam là một cái điểm đến an toàn cho các du khách quốc tế đến với Việt Nam. Với chúng tôi, virus corona không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyến tham quan tại Việt Nam lần này do chúng tôi đã được tuyên truyền và hướng dẫn về cách phòng chống lây lan virus khi đến các điểm tham quan. Đây là một hành động tốt và thiết thực, phát khẩu trang cũng là cách để du khách có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người. Những hoạt động này góp phần giúp du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ và cảm giác được an toàn khi đến tham quan, trải nghiệm tại Việt Nam, góp phần phòng và hạn chế sự lây lan của dịch virus corona. Trong thời gian qua thì cũng đã có sự dịch chuyển. Hà Nội cũng đã đa dạng hóa được cái thị trường khách quốc tế đến Hà Nội. Đây là cái ảnh hưởng của cái sụt giảm khách Trung Quốc. Thì chúng tôi cũng đã lường trước và cũng sẽ giảm thiểu được. Bên cạnh đó thì chúng tôi đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế. Nhưng mà đặc biệt là thời gian tới sẽ tập trung trong các cái kế hoạch kích cầu nội địa với cái thị trường khách nội địa. Hiện nay là đang chiếm trên 75% số lượng khách đến Hà Nội. Đây là một cái thị trường mà nó đảm bảo cái tính phát triển bền vững của cái du lịch của Hà Nội cũng như là của Việt Nam. Việc ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng nghiêm túc cùng với các bộ ngành liên quan chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nCoV, bảo đảm an toàn cho du khách, tăng khai thác du lịch nội địa với thiết thực quảng bá hình ảnh du lịch đất nước, đặc biệt là hình ảnh du lịch thủ đô, điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, vừa giữ ổn định việc khai thác thị trường, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.